đại chiến thì mời các bạn xem qua clip này. Đây chính là hình ảnh của game Thần thú đại chiến, nhưng mà đây là bản tiếng Anh Pocket Incoming. Bắt đầu vào game thì các bạn sẽ có xem một trận đấu như này. Đây là một trong những game Pokemon mà mình thấy đẹp và đầu tư rất kỹ lưỡng về các hành động, skill hay là cả hình ảnh nữa. Khi các bạn đã chơi game này rồi thì các bạn sẽ thấy những Pokemon trước các bạn đã từng chơi nó sẽ kiểu dạng như này, mình thấy sẽ chán hơn rất nhiều so với game này. Khi chơi thì mình thường thường hay đó là dùng Mod Speed. Tuy nhiên là nó sẽ giúp game chạy nhanh hơn. Như các bạn thấy, game đầu tư rất nhiều vào hình ảnh và thêm cả lối chơi cũng rất là hay. Ở đây là 6v6. Về sau thì nó sẽ có thêm nhiều giải đấu nữa. 3v3, 4v4, 1v1 đều có hết. Thế là xong chuẩn bị, các bạn sẽ đến được cái phần giới thiệu hướng dẫn game. Phần này Greninja lên Ash Greninja và Charizard lên Mega Charizard X. Thì ban đầu game các bạn sẽ được chọn một trong hai nhân vật nam hoặc nữ. Và các bạn sẽ chọn được một trong ba Pokemon khởi đầu. Giống như này, chọn con nào cũng được, bởi vì con nào các bạn cũng sẽ không dùng trong một số phút sắp tới của game. Đây chỉ là những Pokemon khởi đầu thôi. Về lối chơi, nếu các bạn đã từng chơi cái game theo kiểu mà Quyền Vương 98 hay là DD Đại Chiến hồi trước thì các bạn sẽ biết được cái cách chơi của game này. Thì đó là những ban đầu của game. Mình chỉ giới thiệu lại cái hình ảnh này để những người nào mà chưa biết về game Thần thú Đại Chiến biết đến lối chơi của game này thôi. Hình ảnh, đồ họa và cách chơi. Bản tiếng Anh của game nó đã ra mắt được hơn 1 năm rồi. Sau bản chung hơn 1 năm thì các bạn sẽ nhận được, đó là mua được cái kim cương như thế này. Cái này thì yêu cầu VIP 3 bạn sẽ mua được. Bạn chỉ cần bỏ ra 1.000 kim cương và tổng số kim cương các bạn có thể thu về được khi các bạn lên được đủ level, đó là mốc level 90, thì các bạn sẽ nhận được tổng về là 10.000, coi như bỏ 1.000 lời được 9.000. Có thêm một nữa, đó là mua được mảnh của con Greninja, và các bạn cũng sẽ không cần phải tốn phần nạp để lấy được con Greninja này nữa. Auto VIP 3 là các bạn đã có một con Greninja 3 sao như thế này rồi, khi mất 280 kim cương thôi. Đây là bản tiếng Trung gốc, nó đã ra mắt được hơn 2 năm rồi. Nếu các bạn đau mà bản ở trên Google Play mà cũng tiếng Trung như này thì đó là bản đài. Ở bản Trung này nó cập nhật rất là nhiều Pokemon huyền thoại và thần thoại ở đây rồi. Thêm rất là nhiều các tính năng. Trước khi giới thiệu về game Pocket Incoming bản Việt là Thần thú đại chiến thì mình sẽ đi từ đầu như thế này. Các bạn biết đây là game Quyền Vương 98 xuất hành bởi Garena. Nó đã sập từ lâu lắm rồi. Tiếp theo là đến game DG Đại Chiến. Game này được phát hành bởi Funtap lâu rồi. Và đến cuối năm 2019, game đã tròn được 1 năm rưỡi và game bắt đầu đóng cửa. Lúc bắt đầu mới ra game này thì số lượng người chơi rất là đông. Nhưng mà sau rồi server vắng dần, nó bắt đầu là gộp server và cuối cùng là game đã sập. Và đây chính là bản tiếng Anh của game DG Đại Chiến. Đó, bản tiếng Anh được 5 năm rồi. Ở thời điểm đó có một cái game gọi DG Warfare nó xuất hiện. Game này nó cũng là chơi tiếng Anh nhưng mà nó ban đầu nó sẽ khác đi hơn so với cả bản tiếng Anh gốc kia. Bản tiếng Anh gốc kia thì nó sẽ đi theo bản tiếng Trung. Còn game này nó theo một cái hướng khác hơn và nó sẽ cắt rất là nhiều ở phần đầu để có thể gọi như là cắt đi 1 năm ban đầu để đến nhanh hơn với cả các sự kiện sau. Và cùng thời điểm cái game DG Warfare đó ra mắt, DG Warfare đó chính là một bản lậu hay còn gọi là server private so với bản tiếng Anh kia. Và game Liên Quân Thần Thú này cũng vậy. Liên Quân Thần Thú này là một bản tiếp theo, một bản cũng y xì với game DG Warfare. Và đây chính là game DG Đại Chiến đã được phát hành lại ở Việt Nam mà không biết là cái nhà phát hành nào phát hành lại. Thì sau chỉ đúng 1 năm thôi thì game Liên Quân Thần Thú này cũng đã bị sập. Ở game Liên Quân Thần Thú này, đây là một bản lậu, server private.
thì cái lượng kim cương để nạp ở trong game này nó rất là rẻ. Và mặc dù là vì là cái server private nên do đó cái các sự kiện trong game nó cũng khác hơn, đó là rất nhiều cái sự kiện và dạng như là kèm thêm sự kiện nạp vào để người chơi nạp một kiểu dạng như là nếu mà bản gốc của tiếng Trung ấy thì nạp tầm 5 triệu các bạn được một cái vũ khí thức tỉnh, thì ở bản này các bạn chỉ cần nạp đến 2 triệu rưỡi là có đến hai cái vũ khí thức tỉnh rồi. Rồi bây giờ bắt đầu trở lại với thần thú đại chiến. Khi các bạn xem qua phần cộng đồng ấy, các bạn sẽ thấy có một cái rất lạ. Chính là cái game này, cái nhóm này và cái trang này nó đã được lập cách đây 2 năm trước rồi. Và cái trang này chỉ đổi tên mới thôi, gần đây thôi, nó trở thành thần thú đại chiến. Còn trước đó thì các bạn thấy đây là một game. Đó là chính là game Võ Lâm 2 Ngạo Thế. Và sau khi cái game này ở cái trang này bị sập thì bắt đầu chuyển sang thành thần thú đại chiến. Thì nếu các bạn biết được cái thần thú ở bên cái Võ Lâm 2 Ngạo Thế này là của nhà phát hành nào nào thì các bạn sẽ biết được là thần thú đại chiến là của ai. Thì trước đó cái trang thần thú đại chiến này là của Võ Lâm 2 Ngạo Thế. Tiếp theo là đến cái group của cái thần thú đại chiến. Một cái ghi là bạn đến với phiên bản Pocket Incoming độc quyền tiếng Việt tại Việt Nam. Đó chính là thần thú đại chiến. Hầu như mình thấy ít nhà phát hành kiểu dạng như là lấy tên của phiên bản tiếng Anh để giới thiệu mọi người biết như thế này lắm. Tức nghĩa là cái game này nó được chuẩn bị trước từ sẵn rồi, và cái trang này cũng đã biết được về Pocket Incoming rồi. Độc quyền tiếng Việt. Những game mà kiểu dạng như là Pokemon hay Digimon bây giờ ấy, rất là ít người, thế nhưng nhà phát hành lớn thầu về. Thứ nhất là sợ phần về vấn đề bản quyền, mình nhớ là như vậy. Và cái hầu như là những game Pokemon hay là Digimon về Việt Nam kiểu như này toàn là những nhà phát hành mà theo kiểu Gosu hay là một số nhà phát hành khác, rồi cũng ít lớn hơn các cái nhà phát hành như VN VN Game hay VTC chẳng hạn. Ví dụ thế, mình cũng không chơi tiếng Việt đâu, và mình không chơi game Việt nên cũng chẳng rõ lắm. Tiếp theo các bạn xem qua cái phần này, đó là giới thiệu, đó là đăng nhập game sẽ nhận miễn phí VIP cấp 3 và 3.000 kim cương, nhận kim cương miễn phí thông qua sự kiện trong trò chơi. Những cái bản chính của cái game Pocket Incoming này thì chẳng có game nào tặng VIP ngay từ ban đầu cả. Thì tặng VIP như thế này hầu như là theo kiểu mà một server lậu là đúng hơn, tại vì là cái server gốc bản tiếng Trung ấy thì nó không có rồi này, cho nên những cái bản mà đi theo cái server gốc ấy thì nó cũng phải giữ nguyên như vậy. Và bạn biết là bản tiếng Anh ấy, mình biết là nó đi theo bản tiếng Trung, nguyên nhân cứ có mỗi khi thứ năm cập nhật thì nó sẽ có cái phần thông tin cập nhật nó trùng khớp với cả những cái của bản tiếng Trung đã đưa ra, và nó cập nhật luôn những cái mà bản tiếng Trung đang có. Bản đài ở trên CH Play cũng tương tự như vậy. Và cái mà mình thấy nghi nghi ở bản tiếng Việt đó là tại vì mình đã nhìn thấy cái bản như thế này. Ở bản này các bạn để ý nhé, nó có cái chữ tiếng Trung này, và đây là một bản tiếng Anh, và nó sẽ chuẩn bị phát hành rồi. Đây là một bản lậu của tiếng Anh. Và cái khi bắt đầu bạn vào cái game này thì bạn sẽ nhận được một cái gift code. Gift code này thì sẽ cho bạn đó là 3.000 kim cương và VIP 3 ngay lập tức. Nó cũng giống với bản tiếng Việt thần thú đại chiến đúng không? Thì game thì bản này bản lậu rồi, nó khác với bản lậu mình hay post ở trên YouTube của mình, một bản lậu khác. Thì bản lậu này nó cũng sẽ cập nhật, mình nghĩ là nó cũng sẽ ổn hơn so với bản lậu kia, bởi vì là nó đầy đủ mà. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không đi theo cái game chính gốc bản tiếng Trung đâu, và các bản tiếng Anh khác. Một bản chỉ có một bản tiếng Anh là đi theo bản Trung, và đó là bản chính thức Pocket Incoming thôi. Còn cái bản này thì là một bản lậu được phát hành song song, giống như là lúc mình giới thiệu cái game Digital Master ấy, lúc lúc ở ban đầu video, và game Digi Warfare là một bản lậu đi kèm với nó, và Liên Quân Thần Thú là một bản lậu tiếng Việt cùng với cả Digi Warfare thì cũng tương tự như vậy. Đây là game Megamon bản tiếng Anh lậu Pocket Incoming, và game Thần Thú Đại Chiến mình cũng nghĩ là tương tự như vậy, một bản lậu. Thì khi các bạn nhìn cái phần này các bạn cũng sẽ thấy có một vài cái chữ tiếng Trung ở đây, nó chưa được dịch hoàn chỉnh cho lắm. Về cách dịch trong này có một số cái nó cũng hơi biểu dạng như là dịch hơi thô một tí, và có nhiều cái chưa dịch hoàn chỉnh. Thứ nhất là kim cương có thể nó sẽ rất là phá giá, và phá giá theo kiểu mà các bạn sẽ
chỉ cần nạp bình thường thôi cũng đã có sở hữu một lượng kim cương lớn rồi. Đó là một cái khó dành cho những người chơi. Cái VIP 3 miễn phí đó với cả 3.000 kim cương đúng là chỉ để câu những người chơi nào mà theo kiểu mà ồ được VIP 3 luôn. Thực ra VIP 3 ở đây thì coi như là VIP thấp nhất rồi. Nó cũng tương tự VIP 0 nếu các bạn ở chơi các cái bản khác. Và cái thứ hai nữa là nếu mà một cái game mà không mở ra được nhiều server với lượng người chơi như thế này ở Việt Nam, chơi được một khoảng thời gian các bạn muốn nhảy server chẳng hạn, các bạn chán, hầu như là nhiều người sợ dạng như là thấy có server mà có top cao ấy thì sẽ hay nhảy server, hoặc mới bắt chơi mà server không mở đông được thì điều đó cũng sẽ khiến đến đó là game nó sẽ sập rất là nhanh. Và cái thứ hai đó, lượng người chơi mà rải rác ở rất nhiều server vắng thì sẽ dẫn gộp server, mà gộp server tức nghĩa lúc đó cũng báo hiệu đó là game đã ít người chơi đi rồi. Đặc trưng của game này là như vậy. Bản tiếng Anh ấy, nó là chơi kiểu dạng như là toàn thế giới rồi, mà bây giờ sau 1 năm nó cũng đã đầu gộp server rồi, thì cái kiểu mà chơi game Pokemon hay Digimon này về Việt Nam nó mình thấy hầu như chẳng tồn tại được lâu cả. Hên xui thì cũng lắm là 1,5 năm và may mắn là 2 năm, còn không thì 1 năm hoặc chưa đến 1 năm đã sập rồi. Thì game này mình nếu các bạn mà chơi mà bản tiếng Việt thì các bạn nên chơi song song luôn bản tiếng Anh nữa, chơi bản tiếng Việt để trải nghiệm thôi, chứ mình nghĩ là bản tiếng Việt không bền được đâu. Thì đó là cảm nhận của mình với cả những game mà tiếng Việt mình đã từng chơi vào bỏ qua rồi. Rất dễ sập. Thế đấy mình nói thế thôi, chứ còn nếu mà nhiều người nói là game đằng nào chả sập, chơi cứ chơi trước đi, xong rồi lần về sau có game nào hay thì lại chơi khác cũng được. Thì ok. Thì đó là những cái phân tích của mình về game Thần Thú Đại Chiến.